Các bạn thân mến, vào một ngày đẹp trời thì tự nhiên là Nguyên Khang rất là thèm ăn cháo. Mà đang suy nghĩ mãi là ăn cái món gì mà nó phải ngon ngon, có nhiều món. Thì tự nhiên bạn bè giới thiệu với tiệm cháo Quảng của cầu Bỉnh. Đây sẽ là địa điểm mà hôm nay Khang sẽ khám phá. Chào mừng các bạn đã cùng đến với quán lạ thành quen. Tôi là Nguyên Khang, sẽ cùng trải nghiệm cùng với các bạn. Nhưng mà Nguyên Khang nổi danh là cái ông khó tính, ông vô quán, ông luôn luôn cũng hỏi này, ông hỏi kia. Bây giờ mình vô tìm thử coi, có đúng là Nguyên Khang khó tính không? Lời đồn là sai bét, tôi hiền khô. Vô coi thử nha. To đùng. Ở đây cũng có hồ cá, bên đây cũng có hồ cá. Bên đây mọi người ơi, bây giờ vô đây tìm hiểu thử coi. Nghe bảo là tiệm này có nhiều món lắm. Thực đơn: cầu Bỉnh quán, cháo nhỏ, tôi nhỏ trẻ em 30.000, tôi thường 40.000, tôi đặc biệt 60.000. Tôi đặc biệt là có thêm tôm và trứng. Cháo tôm, cháo bạch tuộc, cháo trứng, cháo ngừ đại dương, cháo hàu sữa, cháo sò điệp, cháo ngọc kê, cháo bào ngư. Con gì bơi và nhảy nhót được là bỏ vô nồi hết nha. Các bạn ơi, có ba người đẹp ngồi đây. Giao lưu. Tụi em ơi, anh hỏi thăm tí xíu nha. Anh khách lạ tá túc qua đường cho anh ngồi hỏi thăm chứ. Trời, thấy tụi em ăn ngon quá, ba tô luôn. Tụi em là nhà ở gần đây không? Dạ, nhà xa mà, ở dưới Bình Dương. Em ở Bình Dương. Hai tụi em ở Bình Dương. Lý do gì sao tụi em ở xa vậy mà lên đây ăn cháo? Tại ngon, em ăn nhiều lần rồi. Ăn nhiều lần hả? Sao không ship về đó? Hả? Thích lên đây à? Chủ yếu lên đây ăn ngắm ông chủ vậy. Mà nó được chụp hình rồi. À, chụp hình với ông chủ ơi. Em ăn mấy lần rồi? 4 lần. 4 lần hả? Còn em? Em mới lên lần đầu. Lớn lần đầu là, vậy là em giới thiệu mấy bạn này hả? Em là ở Sài Gòn, chắc ăn nhiều hả? Em cũng mới ăn lần đầu hả? Lý do vì sao mà em thường xuyên ghé đến quán này? Dạ thì cháo đây ngon, nói chung mình cũng thích lắm. Bạn bè em mà em rủ là em dẫn ai đi ai cũng thấy ngon. Vậy hả? Vậy là, nhưng mà ý là có món cháo Quảng này ở dưới Bình Dương có bán không? Không hả? Có một tiệm đó chỉ bán giống giống thôi, đúng không? Anh nghĩ là khu phố Nguyễn Hoa, quận 5 cũng có những cái món cháo kiểu này đúng không? À hả? Vậy là em ăn ở đây thì thường món nào ngon nhất? Em ăn cháo Quảng đặc biệt. Đặc biệt là nhiều thứ hả? Là tôm, rồi mực, rồi hàu sữa này nọ hả? Ăn đó khỏe lắm nha. Hay nhiều bổ, khỏe mà bổ nữa. Em mới lần đầu ăn đúng không? Em thấy sao? Em thấy vị cháo rất là vừa miệng, rất là ngon. Với lại mấy cái thứ đồ ăn là tươi hết á, em thấy nó ngon. Còn em? Cũng thấy ngon. Mà thấy ngon hơn á, được gặp anh Phát. Hôm nay anh cũng nghe bảo là anh Phát, anh có mặt ở quán cho nên mới tràn qua để quay hình. Em thấy cái mức chi phí vậy có đắt quá không? Dạ không, cũng coi. Vừa đúng không? Vừa túi đúng không? Đấy, ba cô gái khen hết lời món cháo này. Nhưng mà nãy giờ tôi ra ngồi đợi vẫn chưa thấy ông chủ đâu hết. Để coi coi. Cảm ơn tụi em nha. Bây giờ tôi ngồi đây tôi ngồi đợi. Anh chủ ơi. Trời ơi, đây tôi có nhiều món cháo miệng tôi thích lắm nha mọi người. Có xương sáo thái, tuyết yến hạt chia, mũ trôm đường phèn. Ôi, toàn đồ ngon không à. Trời chết rồi, tôi vừa mới ăn trưa. Giờ sao tôi nạp đi trời. Trong khi tôi đang giảm cân, cái không gian bài trí của quán này đặc biệt lắm nha. Mới bước vô là các bạn sẽ thấy một cái poster rất là lớn cái bộ phim Sông Lan do anh Liêm Biển Phát đóng với lại anh Isaac. Anh bước qua mình như một cơn gió, anh không hỏi mình ăn gì. Hello em. Ủa, Phát. Em Phát đây. Ủa sao em ra đây? Em phục vụ. Ủa,
Ủa nhà hàng này không có phục vụ đâu? Đây nhà hàng đây phục vụ đây, đó đầu bếp. Anh đó đầu bếp, em phục vụ. Ủa nhà hàng gì tối giản như vậy hả? Đơn giản thôi, cấu trúc gọn nhẹ giống kiểu Nhật vậy đó anh. Hai thành viên thôi. Hai thành viên thôi. Người đầu bếp người phục vụ. Tuyệt vời. Đi ghẹo em hả? Anh đang cháu. Anh đi mua vàng, anh đi mua vàng. Tiếp lên đây. Ồ, liên quan quá vậy không? Ừ, anh mua vàng cái xong cái bạp chủ vàng bạn ba giới thiệu với anh là bên đây có tiệm cháo ngon, cái anh ghé cái anh thấy cái hình của em chân á, anh nói liên mình xác anh chế vô. Đây vậy là bữa nay anh ta ăn cháo nha, ngon lắm nha. Phải không? Quán em là quán gia đình thôi, kiểu gia đình thôi nhỏ nhỏ nhưng mà ăn nấu khẩu vị kiểu người Hoa, hợp lý lắm đó. Để order rồi đó. Bây giờ làm có gì cũng có phải không? Có. Ok. Cho anh một tô cháo cháo cá. Cái con đó đó, cái con đỏ đỏ bơi bơi đó. Mấy cái con đó em mà bắt nó nấu là không kia không chặt đâu. Ủa, con ruộng không đó hả? Cái này ông Tường, ông anh Hai là ông thích chơi cá thôi. Ủa chân mấy cá này không bán được không, mấy em anh nấu em coi có gì em anh ăn được thôi chứ mấy cá này mà không nấu được thôi. Bây giờ mấy con đó mắc tiền đúng không? Mắc tiền. Bây giờ lấy mấy con rẻ đây, nguyên một đội bóng này cho anh bỏ vô chiên xào ngay lập tức nha. Rẻ hoài, mấy cá này có cảnh nào ăn được. Ủa, miễn nó bơi được là ăn được chứ có gì đâu. Chứ phải trong cái tiệm hải sản đâu, anh vô anh lựa trong hồ đó. Cá cảnh, còn em ở đâu? Người ta bảo với anh là ở đây là ông Liên Bình Phát, ông chiều khách lắm. Mà bây giờ đến em order cái gì cũng từ chối là sao vậy Phát? Không, có nghĩa là những cái gì của em á là em chiều, giống như là cái bảng này nè. Anh thích là em cho anh mang về được ha. Tôi mang còn về tôi làm gì? Thì đó, cái đó của em. Còn mấy cái chậu này phải của em, của ông anh Hai, ông đầu bếp. Vô dù ông anh Hai. Ngồi yên đây. Cái gì? Ngồi yên đây, tôi vô tôi nói chuyện với ông anh Hai. Anh Hai em đến đây em muốn gọi cháo. À có. Cháo cá gì cũng có phải không? Không có cháo cá, cháo chín cá người đại dương có chứ không có cháo cá. Em thích con món ngoài. Cái là cá chưng bày để cho khách xem à. Không phải là cháo để ăn. Ủa, cháo này có chung menu. Bây giờ có rất là nhiều, đúng rồi, phải cho chung menu, ngoài menu không có. À ok. À, ông được nha mọi người. Đúng rồi. Bao nhiêu cái khả năng dụ dỗ ông. Ông vô ông nói thẳng luôn trong menu không bán ở bên ngoài. Thôi vậy thì anh ba cho em một tô đặc biệt đi. Dạ. Dạ. Một tô đặc biệt là đầy đủ không anh? Một tô đặc biệt giá sinh viên 60k. Dạ yeah, ok, vậy cho em một tô đặc biệt nha. Nhớ cho em một ly trà ở cái gì nước gì hồi nãy nó gọi gì? Bông cúc đá. Ok, bông rồi, cúc okay, đá. Ok, rồi được rồi. Ok, yeah. chờ 2 phút. Thường anh có kỷ niệm vui không? Thì chắc chắn là sẽ có 1002 câu chuyện vui. Nếu mà nói là về buồn thì mình suy nghĩ buồn cái đó đến với mình nó cũng hơi khó. Khó là bởi vì nó đến nó không gọi là sự kiện mà nó gọi là sự biến rồi. Sự kiện thoáng hoàng là, sự kiện có thể là mất đi không bao giờ lấy lại được. Rồi. Còn cái sự biến cái buồn của mình giống như cái chén cái ly nó bể nó có thể vui khác được. Thế dạ. Được. Ví dụ như hồi xưa coi vô trường sân khấu bắt đầu học thì có thể mình gầy dựng kiếm được cái tiền mua chiếc xe đạp rồi sau đó mình quá chủ quan đi này nọ, có xe đạp để đưa mình từ ký túc xá tới trường sân khấu học nhưng chạy qua con đường bùi viện nhưng mà quá chủ quan đi mình không để ý quan tâm chăm sóc nó thì cuối cùng người khác dớp mất trộm mất rồi mình mất nó thì mình buồn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm hơn, bi quan hơn, không có thể gì đó buồn, kiếm tiền mua khác. Hoặc là có những cái mà nó hụt hẫng trong cái cuộc đời mình. Ví dụ như là... Trong công việc nha. Trong công việc, ví dụ như là mình có cho những người bạn rồi, những người bạn rồi. Ví dụ như hất tay trên hay là những người bạn đó dù giật mình nhưng đối với anh không quan tâm. Đối với anh, ví dụ như người khác, ví dụ như có thể là ghét người đó. Không biết câu chuyện ghét rồi đó nhưng mà đối với anh là người anh càng ghét anh càng chơi, anh càng tâm sự càng nói chuyện. Tại khi mình ghét thì mình không chơi thì đâu có chuyện gì để nói, đâu có thú vị nữa. Còn trong đầu mình á mà cứ nghĩ ghét rồi đó hoài thì mình cứ ghét hoài thì mình cứ suy nghĩ hoài mau già mang cái nỗi hận ở trong đầu. Nó mau già. Hay quá ha, anh Cường có nhiều cái hay lắm. Anh không bao giờ anh nghĩ. Thời gian ví dụ như bây giờ thời gian mà anh nghĩ đến người đó thì cái thời gian để anh nghĩ cho anh nghĩ cho vợ con nhiều hơn. Thế thì bây giờ cái điều trăn trở ở trong anh lớn nhất là cái điều gì? Trăn trở hả? Trăn trở trong anh lớn nhất bây giờ hiện nay hả? Thực hiện những cái mình
mơ ước về những cái dự án sắp tới. Với gia đình thì sao? Với gia đình thì mình mong muốn cho con mình nó có nơi có chốn là gia đình, với học hành thành tài, với cái hai là về là tổ ấm. Do đó như nãy nói với Lan đó, anh với bà xã có như là sẽ ở Việt Nam. Rồi lớn rảnh rảnh thì mình đi qua đó, biết đâu Nhật Thịnh nó cũng lấy vợ, nó cũng về Việt Nam thì đâu ai biết được gì đó. Thế còn ít bao giờ em nghe anh nhắc tới gia đình lớn của anh ở Nha Trang. Ô, gia đình lớn thì ba má thì vẫn còn khỏe mà. Yeah. Ba má vẫn khỏe, đi tới lui ăn uống ngày được. Thì có ông anh đầu thì đã sống Mỹ thôi. Nãy mới nói trên tấm hình rồi. Yeah. Đó. Còn thì em kế thì đang sống ở đây. Yeah. Rồi với đứa em gái với Út thì ở ngoài đó đang chăm sóc ba mẹ. Anh thì hồi xưa thì lo chạy theo đồng tiền quá thì cứ hay gọi điện thoại, với một năm có khi hai năm mới về lọc đau sống. Còn bây giờ sau này bỏ buông hết rồi, từ một năm, ví dụ vừa rồi mình về đây chưa đến năm tháng mấy mà về thăm nhà tới là mười mấy hai chục lần. Yeah. Cái giai đoạn đó là khó khăn quá cho nên ít gì về quê, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Là về quê sợ nhất là ba mẹ hỏi là con làm có được làm không? Được không con? Ừ. Nhưng mà hầu như là ba mẹ luôn luôn theo dõi mình từng lúc từng ly từng tí. Dạ. Coi gì hay này nọ, vừa thấy xuất hiện trên hình cường cường ba mới thấy con trên điện hình nó đóng đó ra, thấy mình vui hạnh phúc liền. Cường làm cái gì mày mặt mày này nám hết gì mày đóng pháo bệ tôi quánh gì đó, thấy cứ vậy là cường ba mẹ ngộ lắm nha, ngộ lắm. Thấy mình đóng cái đó là tưởng mình bị thiệt. Đóng vai bóng á, trong cái ý quê gọi lên trời ơi trời, sao mày đóng cái vai đó, sao tao thấy mày giống thiệt quá vậy đó, có khi nào vô nghề này xong mày bóng luôn hay không? Chuyển hài luôn nhiều lắm anh. Đó có gì nhiều lắm, nó cường trời ơi, đây tao biết nhà mày bao nhiêu tuổi hả, sao vậy ba? Trời ơi, cái gì mày làm gì mày già quá vậy? Trời, bây giờ là anh Cường rồi, gia đình ba mẹ ngoài kia rất là ba mẹ khỏe mạnh, tám mấy là tốt hết, tám mấy rồi hả? Ba thì chín một nghìn chín sinh năm 1963-36. Anh em đang làm chương trình tình trăm năm, anh mời ba mẹ tham gia được với rồi, tụi em luôn. Đi tám mấy là con chuyện hay lắm đó, câu chuyện đó chắc đó phải chờ về Nha Trang quay, ra quay hay hơn. Không, nó quay phim trường anh. Dạ, trường quay phim trường trong đây, trường. Mời ba mẹ. Chương trình gì đó, lo ăn lo ở mà, lo đi lại luôn. Dạ, mời mà, khách mời mà. Mình bẻ lái câu chuyện quá. Thôi anh ăn lên. Ừ, ăn đi. Quả cáo hả? Không phải, ở phải tại vì em thích nghe câu chuyện của mấy người lớn đó. Ừ. Rồi. Chuyện nhiều lớn nhiều hay. Ừ. Hay nói chuyện Cường vui không? Rồi, à, giống không? Như là anh nói với em trên đoạn đường, em gặp nhân vật này rồi là em luôn luôn cảm thấy là cuộc đời này nó vui lắm. Cuộc đời này nó không có gì gọi là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Mặc dù là thấy không, thấy nấy không, ở trong một ngôi nhà ở một mình vậy á. Nhưng mà lúc nào cũng vui. Với lại một điều nữa là anh Cường có bạn bè rất nhiều. Anh em đồng nghiệp bạn bè rất thương Cường. Còn có gia đình quá hạnh phúc. Giờ hỏi anh có lo gì không? Đâu lo đâu. Thì đó lo cho